họ nói với chúng ta rằng Alexander có 9 viên bi, Emily có 5 viên bi. Và sau đó họ hỏi chúng ta Alexander có nhiều hơn Emily bao nhiêu viên bi? Vậy hãy tạm dừng đoạn video này xem các em có đưa ra đáp án đúng hay không. Bây giờ hãy tính nó cùng với nhau nhé. Hãy vẽ nó ra. Alexander có 9 viên bi, như vậy chúng ta vẽ những viên bi của anh ta ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Và Emily có 5 viên bi, 1 2 3 4 5. Như vậy, Alexander có nhiều hơn bao nhiêu viên bi so với Emily? Chúng ta có thể nhìn thấy nó trong bức hình ở đây. Đây là tất cả. Như vậy, cho đến điểm này, số mà Emily có giống với số của Alexander và sau đó Alexander có chúng ta nhìn thấy nó ở ngay đây anh ta có nhiều hơn 1 2 3 4 viên bi. Bây giờ cách khác chúng ta có thể tính. Alexander có 9 viên bi. Và nếu các em có thể trừ số viên bi mà Emily có, đó chính là số viên bi mà Alexander có được nhiều hơn, đó là số 9. Nhiều hơn 5,9 trừ 5 sẽ là sẽ là 4. 4 viên bi, đó là số viên bi mà Alexander có nhiều hơn Emily. Hãy làm một bài khác. Noah gửi hai lá thư, lá thư nặng hơn. Có 8 con tem, lá thư nhẹ hơn, có ít hơn 5 con tem. Số con tem mà lá thư nhẹ hơn có là bao nhiêu? như vậy một lần nữa hãy dừng đoạn video này và các em có thể tự tính được hay không như vậy lá thư nặng hơn Họ nói gì với chúng ta? Họ nói viết tất cứ thông tin nào mà họ cho chúng ta. Như vậy lá thư nặng hơn có 8 con tem, lá thư nhẹ hơn có ít hơn 5 con tem. Vậy chúng ta biết lá thư nhẹ hơn có bao nhiêu con tem? Như vậy đó là những gì họ hỏi chúng ta. Lá thư nhẹ hơn có bao nhiêu con tem? Nhưng nó ít hơn 5 con tem, ít hơn 5 con tem so với 8 con tem. Và chúng ta có thể viết 8, nếu ta muốn ít hơn ta sẽ trừ đi 5. Đó sẽ là 8 trừ 5 Đây là ít hơn 5 so với 8 Nó sẽ bằng 3 Lá thư nhẹ hơn có 3 con tem Bây giờ một cách khác em có thể nghĩ về nó Lá thư có 8 con tem Hãy vẽ 8 con tem 1 2 3 4 5 6 7 và 8 đó là số lượng mà lá thư nặng hơn có. Lá thư nhẹ hơn có ít hơn 5 con tem. Hãy lấy đi 1 2 3 4 5. Và các em còn sẽ lại con gì? Các em sẽ còn lại 3 con tem ở đây. Đây là số tem mà lá thư nhẹ hơn có.